hôm nay mình dẫn mọi người đi trời trời. Đây, trời ơi, nhìn đi nè. Thấy lục bình không? Quá trời luôn. Nhìn giống ở Việt Nam quá trời luôn nè. À, quay rồi. Quay một bãi luôn, quá trời luôn. Bên đây nữa nè. Nhìn cảnh giống Việt Nam quá ha. Đây là chợ trời ở gần nhà mình, cách khoảng 10 phút, chỉ bán thứ bảy và chủ nhật thôi. Bây giờ mình dẫn các bạn đi xem coi có bán gì không nè. Rồi bán dừa nè, mía nè. Rồi cái này rau lá lốt nè. Quá trời luôn. Ủa bên đây là bông sô đũa này, nấu canh chua nè, thấy không? Quá trời luôn. Rau muống thì bao la quanh năm, lúc nào cũng có rau muống hết trơn á. Hôm nay rau quá trời rau luôn. Cái này có người Lào người ta ăn giống như là cái gì ta, cái trái mà canh rau đay, canh cà pháo á, nhưng mà nó giống giống vậy đó. Còn cái này là rau chùm ngay nè. Chùm ngay rồi đấy. Ui, mít, quá trời mít luôn. Yeah, this one better. Thơm quá trời thơm luôn. You have a big bag that I carry? Okay, baby, 27. You have a big bag that I carry? 25. Okay. $25? Yeah, $25. Wow, so big. Very cheap, baby. Yeah. Rồi. Mexico. 25 đồng trên mít đó, bự quá trời bự luôn. Okay. Heavy. How much for five banana? Banana 150. Đồng rưỡi. Một pound chuối. Mua bánh cam nè, đi mua bánh cam ăn. Bán con bánh cam đi. How much is bánh? $2 for $1. $2 for $1? Yeah. Oh, okay. Bán con $1. No, too much. $4. $3. Okay. $3 is $6, right? Yeah, $6. $3 is $6. Yeah, bánh cam 2 cái $1. Trời ơi, rau ngon quá thì ngon luôn nè. Cái này nữa, ô này đậu bánh xèo ngon lắm nè. Rau má quá trời luôn nè.
này rau đắng, rau tầng ô, trời ơi ngon quá. Wow, cái bầu bầu nha, ngon quá ha. 2 đồng 1 pound. Oh, có cà tím, ơi cà pháo nè. Quá trời luôn. And she pick up everything on the bags and move. Wow. Còn bên đây dàn hàng nước mía. Because they are very tall now. Đây, nước mía siêu sạch nè. Đây là bông súng nè, đẹp không? Bông súng để nấu lẩu nè, lẩu mắm. Này gian hàng bông. Giấy. Ủa giữ vào còn xoài nữa ta. Xoài nè. Rồi tắt quá trời luôn nè. Chín hết trơn rồi. Dạ, thế năng thời sống không có. Đây cũng một gian hàng nước mía nè. Đây gian hàng trái cây. Ôi ôi ổi nè, y chôm chôm như thùng ta. Chôm chôm như thùng không? Chôm chôm đó 20 đồng thùng á. Nè. Rẻ thì 5 đồng pha. Dạ. Rồi ngon ha. Thăng long vàng, thăng long đỏ. Ổi. À, nhãn mắm cầu. Tới giờ vẫn còn nhãn mắm cầu nữa. Dạ. Ồ vậy hả? Dạ. Mua được cái này rẻ đó. Chứ có 5 đồng một hộp mà giờ chứ cũng mớp nha anh. Mớp là sao? Là nó mớp á, rẻ nó chạy ra nó không nhau nữa. Ôi cốc. Rẻ pho đa là. À tuy thế tuy nhập vào. How much a pound do you have? How much a pound? Đây có măng tươi nữa nè, thấy ngon không? Nghệ tươi, măng tươi, nói chung là đi chợ chợ trời là đồ tươi không mà. Hôm nay thấy rau nhiều quá trời, rau súng, rau lan, rau muống, rau súng, rau muống nước nè, đó rau muống nước. Hi. Those are $1.50 a pound. Đồng rưỡi. Pound. How much is this onion? $2. Ôi, chắc này cái gì vậy ta? Yeah. Thùng mấy đô? No, that's a bitter. Bitter. $1? No. Sour? No, bitter. Oh, no. Yeah, that's a bitter. Good for high blood pressure. Oh. Yeah. Đây là những cái cây cây giống nè, là cây ổi để mua về trồng á. Ô đây ổi ruột hồng nè.
Rồi mình đi lại hàng dừa coi. Đây mía. Không. Đây là hàng dừa đây, quá trời dừa luôn. Wow. How much? 3 đồng một trái. Bưởi, quá trời bưởi luôn. Này cái hồng nè. Nói chung là trời trời thì rau nhiều, trái cây cũng nhiều. Coi mía người ta dựng nè. Mía quá trời luôn á. Đây là lá dứa. Ý da, khoai lang nè, ngon quá. Em mua khoai lang, mình thích ăn khoai lang. Cái gì à? Tầm rưỡi một pound. I don't need a bag. Well, you know me. You look at here, how many pounds? Okay. 180. So 150. So $2.70. Nhiêu đó có 2 đồng. $3.60. Tôi mua dưa leo coi. Dưa leo tươi ngon quá. Yeah, 100. This one 250. How much is this? That's $2. $2. Có bán cây chuối dễ thương lắm nè. Thấy không? Gian hàng thì bán đồ ăn Lào á. Ừ, cây này cây gì vậy ta? Đẹp quá ha. Ô, cái bông xua đũa màu đỏ ta. Đó đó. Đây nè. Tôi gần cho mọi người coi nè. Xua đũa nè, màu đỏ nè. Đó. Cây sứ. Ủa đây seri nè. Seri á. Seri Việt Nam nè. Đây bán cây ăn trái.
Xong mình quẹo bên tay tay trái là gian hàng bán đồ ăn. À, 12 với 15. Thế thịt táo tàu. À. Là nhiêu? Là 15 rồi chứ không phải 14 hen. Tàu nhãn. Với cơm thòi nữa nha. Này bán đồ ăn sáng của Mỹ á. Đây gian hàng bán bông lan quá trời luôn. Này gian hàng cá seafood. Đây mình quay cho mọi người coi trời hôm nay á nha, rau tươi lắm, rất là nhiều. Bây giờ mình lại mình mua chút xíu rau rồi mình đi về. Mua rau này gì đổ bánh xèo nha. À, how much is một đồng một bó nè, đã không? Ok, mua cái này nấu canh 3 bó 4 bó. Give me 4 this. Ok. Này rau sống, ăn sống nè. 3 this. 7 đồng. Yes. Ông mua bắp nè. This one. Nè, bắp nè. Bắp 2 đồng. Có 2 bịch đi. Bắp này biết ngon không ta? Ok, em quanh đâu lắm hả? Mua 1 đồng. Dạ. Sorry. Oh, sorry. Ok. Ok, thank you for that. Dạ. Ôi. Mắng cậu. Mắng cậu à? Haven't stopped already, 12 down. 12 đồng phao. Đây là ổi ruột đỏ nè. Ruột hồng nè. 3 đồng. Giờ mình xin tạm biệt các bạn nha. Mình nếu mà ai mà thích video này á thì đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Giờ mình phải về đi làm.